Một không gian văn hóa sáng tạo là một địa điểm có thật hoặc trực tuyến, nơi mọi người có thể cùng nhau thể hiện những ý tưởng nghệ thuật và sáng tạo trong một môi trường tự do và cởi mở, tạo điều kiện để phát triển và chia sẻ những sản phẩm nghệ thuật tới cộng đồng. Trong số hơn 200 không gian văn hóa sáng tạo tại Việt Nam, Boot Art là một cái tên quen thuộc. Đây là một không gian sáng tạo của những người khuyết tật, nơi họ được hướng dẫn, đào tạo, giới thiệu và quảng bá những sản phẩm thủ công cầu kỳ độc đáo. Cái điều tôi ấn tượng nhất về cái chương trình tập huấn lan tỏa vừa rồi đấy là đội ngũ giảng viên. Các anh ấy ngoài tốt về chuyên môn này thì tốt về cả cái kiến thức về thị trường, về xã hội nữa để cố vấn cho chúng tôi phát triển những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Với ngân sách 450.000 euro do Liên minh châu Âu tài trợ, Hội đồng Anh phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã điều hành và quản lý, hỗ trợ cho sự hình thành và phát triển của hàng trăm không gian văn hóa sáng tạo tại Việt Nam. Chủ yếu là đào tạo, nâng cao năng lực cho những người quản lý các không gian văn hóa sáng tạo, kết nối các không gian này với các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau giữa các không gian văn hóa sáng tạo ở Việt Nam và châu Âu. Cùng với các đối tác, chúng tôi đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, xây dựng quan hệ hợp tác, mạng lưới hệ sinh thái. Chúng tôi đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 3.000 học viên là quản lý các không gian văn hóa sáng tạo và các nghệ sĩ. Chúng tôi cũng hỗ trợ các không gian và các nghệ sĩ tiếp cận tới hơn 40.000 khán giả trực tiếp và hơn nửa triệu khán giả thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Thuận lợi lớn nhất thì tôi nghĩ là đã có được cái sự kết nối sâu sắc và rất là rộng rãi, không chỉ đối với trong phạm vi các không gian văn hóa sáng tạo mà cả với phía nhà nước, những người làm chính sách lẫn các cái cơ quan tổ chức phi chính phủ và cả doanh nghiệp. Thì đây là một cái sự kết nối rộng rãi, nó đem lại một cái sức mạnh rất là lớn mà trước kia nếu mà không tham gia dự án không gian văn hóa sáng tạo thì chúng tôi sẽ ít cơ hội có hơn. Dù mới hình thành cách đây 3 năm, nhưng các không gian văn hóa sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, có tiếng nói trong việc tham gia và hỗ trợ các biểu đạt nghệ thuật, đồng thời trở thành một trong những động lực quan trọng giúp thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai.